Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Hàng ngày thì các bạn đều tiếp xúc với các trang mạng xã hội, cụ thể là một cái trang mà các bạn sử dụng rất là nhiều, đó là trang Facebook. Và chúng ta sẽ có hôm nay đó là những cái từ vựng tiếng Hàn liên quan đến cái mạng xã hội này. Các bạn sẽ cùng nhau chúng ta đi vào tìm hiểu những cái từ vựng. Thay vì nói bằng tiếng Việt thì các bạn sẽ học và biết được nó khi mà chuyển sang tiếng Hàn sẽ như thế nào nhé. Và cố gắng khi học xong cái video này, các bạn hãy chuyển cái phần Facebook của mình ý sang cái giao diện bằng tiếng Hàn. Và như vậy thì các bạn sẽ học được một kho từ vựng vô cùng khổng lồ xoay xung quanh chỉ một cái trang Facebook thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào để xem những cái từ vựng đó là gì nhé. Các bạn sẽ có Facebook. Facebook mà nghĩa là Facebook, tức là cái trang mạng xã hội. 친구 요정 yêu cầu kết bạn. Các bạn có 친구 có nghĩa là bạn, còn 요정 là yêu cầu, tức là các bạn hiểu là 친구 요정 là yêu cầu kết bạn. Home, trang chủ. Chúng ta có rất là nhiều những cái từ mà phiên theo tiếng Anh. Alim, thông báo. Các bạn chú ý về cách phát âm. Các bạn phát âm giống như là âm L ấy. Alim, thông báo. Sa jin, ảnh. Kê-si-mul, bài viết. Cung-kê-ha-ta, công khai. Các bạn hiểu trên Facebook các bạn có thể để là chế độ công khai hoặc là chế độ là chỉ mình tôi hoặc là chế độ bạn bè. Thì nó sẽ hiện ra cái cụm là cung-kê-ha-ta. Message, tin nhắn. Event, sự kiện. Tất cả những cái từ này thì nó đều xuất hiện ở trên cái phần, trên cái giao diện của Facebook nhé. Page, trang, các bạn hiểu là trang page đấy. Profile, bản sơ yếu lý lịch. Các bạn hiểu là profile, profile, bản sơ yếu lý lịch. Group, có nghĩa là nhóm. Su chong hada, chỉnh sửa văn bản. Tức là ở trên cái Facebook ấy, nó có cái phần mà các bạn viết, sau đó là các bạn có thể chỉnh sửa. Seon jeong hada, cài đặt hoặc là điều chỉnh. News feed, dòng thời gian. Chatting, có nghĩa là chat chít hoặc là bạn hiểu là trò chuyện. Kung yu hada, chia sẻ, tức là nó sẽ hiện ra cái nút chia sẻ, tức là các bạn có thể thấy một cái bài viết nó rất là hay, các bạn muốn nhấn like hoặc là nhấn comment bình luận, hoặc là các bạn muốn nhấn cái nút chia sẻ thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là Kung Yu Hata và các bạn nhấn vào đó để chia sẻ cái bài viết đó. Khom Sek Hata, tìm kiếm. Huê Uẩn, thành viên. Huê các bạn hiểu là huê uân có nghĩa là gì nhỉ? Thành viên, ví dụ là huê sa uân thì có nghĩa là nhân viên công ty. Còn huê uân có nghĩa là thành viên. Kê si hata.
게시하다, đăng bài viết hoặc là đăng ảnh. Nếu như các bạn chuyển toàn bộ cái giao diện Facebook của các bạn sang tiếng Hàn thì các bạn sẽ cần phải biết những cái từ này. Ví dụ các bạn muốn đăng bài viết hoặc là đăng ảnh thì các bạn sẽ thấy nó hiện ra cái chữ là 게시하다. 좋아해요, 좋아해요, thích. Hoặc là sẽ các bạn sẽ thấy là 좋아요, 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 cũng mang nghĩa là thích. Tức là các bạn có thể nhấn cái nút like ấy, tức là yêu thích đấy. 댓글, 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 bình luận. 초대하다, 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 mời. 답글을 남기다, 답글을 남기다, 답글을 남기다, 자, lời bình luận hoặc là để lại bình luận. Các bạn có 남기다 mà nghĩa là để lại, 답글, 답 có nghĩa trong từ, 대답 có nghĩa là trả lời, 글 có nghĩa là cái dòng chữ, 답글 mà nghĩa là cái dòng bình luận, 남기다 là để lại, để lại cái lời bình luận. 개인정보, 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 thông tin cá nhân. 개인 có nghĩa là cá nhân, còn 정보 là thông tin. Follow, 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 theo dõi. Phát âm theo kiểu tiếng Việt của mình dễ hiểu là từ follow ấy, tức là các bạn chỉ là mang nghĩa là theo dõi. 취소하다, 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 hủy, có thể là hủy kết bạn gì đó. 차단하다, 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 chặn. Tức là các bạn có thể chặn ai đó xem bài viết hoặc là chặn thành viên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng là 차단하다, chặn. Follower, 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 người theo dõi hoặc là lượt theo dõi. Các bạn có follower, follower, phát âm nối âm giống âm L, follower, người theo dõi hoặc là lượt theo dõi. 악성 댓글, 악성 댓글, 악성 댓글, bình luận ác ý. Cái từ này thì nó không có trong cái giao diện của Facebook đâu, nhưng mà mình bổ sung thêm. Các bạn có 악성 có nghĩa là cái tính ác, tính xấu, 댓글 có nghĩa là cái bình luận, 악성 댓글, bình luận ác ý. 페이지 만들기, 페이지 만들기, 페이지 만들기, tạo trang. Tức là các bạn muốn tạo một cái trang page để bán hàng gì gì đó thì bạn sẽ có page là cái trang, 만들기 gốc của nó là từ 만들다 mà nghĩa là làm, còn page 만들기 có nghĩa là cái việc tạo trang. 그룹 만들기, 그룹 만들기, 그룹 만들기, tạo nhóm. Các bạn có từ 그룹, 그룹 mà nghĩa là nhóm, group đấy. 만들기 có nghĩa là cái việc, cái việc mà tạo nhóm. 그룹 만들기, 내 그룹, 내 그룹, 내 그룹, cái nhóm của tôi. 광고 만들기, 광고 만들기, 광고 만들기, tạo quảng cáo. Tức là Facebook nó cho có cái tính năng là chúng ta tự tạo được quảng cáo để quảng cáo bài viết trên trang page ấy. 광고 là quảng cáo, 만들기 cái việc mà tạo hoặc là làm. 광고 만들기, tạo quảng cáo. Log out, log out, log out, thoát hoặc là đăng xuất. 고객센터, 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 trung tâm dịch vụ. Các bạn có 고객, các bạn hiểu là khách hàng đấy, 센터 là trung tâm, các bạn hiểu là trung tâm dịch vụ hoặc là trung tâm chăm sóc khách hàng. 고객센터. 지원 관련 메시지함, 지원 관련 메시지함, 지원 관련 메시지함,
hộp thư hỗ trợ. Các bạn sẽ có các bạn sẽ có 메시지함 mà nghĩa là cái hòm thư, còn 관련 liên quan đến 지원 hỗ trợ. 지원 관련 메시지함 có nghĩa là cái hộp thư hỗ trợ, hộp thư liên quan đến hỗ trợ. Còn khá là nhiều những cái từ vựng khác, tuy nhiên thì đây là những cái từ vựng căn bản. Khi mà các bạn mở một cái giao diện Facebook ra bằng tiếng Hàn thì các bạn sẽ thấy những cái cụm từ này rất là hữu ích, cần thiết các bạn biết được để các bạn sử dụng và các bạn dùng cho sao cho nó thật là thành thạo. Hy vọng rằng những cái từ vựng này sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong cái việc mà sử dụng mạng xã hội, cụ thể là Facebook, một cách dễ dàng. Chúc các bạn học tốt nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.